Mỹ. Xin kính chào quý khách. Món giòn lụa hay còn gọi là chả lụa là một món ăn truyền thống đậm vị quê hương Việt Nam. Với các kiều bào ta ở hải ngoại, mỗi dịp Tết đến hay những dịp dỗ chạp thì trên mâm cơm cúng luôn muốn có những khoanh giòn lụa để dâng cúng gia tiên. Nhưng để có một máy xay giòn chả chuyên dụng tại nước ngoài thì hiện nay không phải là dễ mua. Không chỉ khó mua mà những con máy tương thích với nguồn điện 110V tại các nước như Nhật, Mỹ, Đài Loan hiện có rất ít xưởng tại Việt Nam sản xuất. Thấu hiểu điều đó, máy thực phẩm Việt Mỹ ngoài sản xuất các mẫu máy xay giòn chả 220V thì chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất ra mẫu máy xay giòn chả chuyên dụng 110V phù hợp với hộ gia đình. Tại đây, chúng tôi có hai mẫu máy điện 110V chuyên phục vụ cho các kiều bào ta tại nước ngoài. Đó là mẫu máy 1,5kg công suất 1.100W, mẫu máy 2kg công suất 1.500W. Về giá bán, mẫu máy 1.100W này có giá bán 2,5 triệu. Mẫu máy 1.500W phun chữ A có giá bán 3,3 triệu. Về thiết kế chung của hai mẫu máy này, motor đều được Việt Mỹ chúng tôi sử dụng dây cuốn lõm đồng 100% nguyên chất, đảm bảo độ bền cũng như không gây nóng máy trong quá trình xay. Đặc biệt, đây là các mẫu máy chuyên xuất đi nước ngoài nên Việt Mỹ rất cẩn thận và chu toàn trong mọi khâu hoàn thiện từ những chi tiết nhỏ nhất. Về chất liệu, chúng tôi sử dụng inox cao cấp giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Khoang bao đá hai lớp giúp các mẻ xay giò chả luôn nhuyễn, mịn và đạt yêu cầu. Đi cùng đó là ống kính cường lực trong suốt giúp theo dõi quá trình xay một cách dễ dàng. Về chương trình khuyến mãi, khi mua máy xay, quý khách sẽ được tặng kèm một dao xay dự phòng 3 cánh sắc bén và một thanh đánh rút chả bông vô cùng tiện lợi. Kèm thêm là một khuôn giò 1kg và thanh chữ T dùng để tháo lắp lưỡi dao. Về chế độ bảo hành, chúng tôi bảo hành 12 tháng, lưỡi một đổi một trong vòng 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Cuối cùng là chính sách giao hàng. Hiện nay có rất nhiều quý khách hàng quan tâm về phương thức giao hàng để có thể đến được tay mình nhanh nhất. Việt Mỹ chúng tôi có các hình thức như sau. 1. Trường hợp quý khách có người thân sinh sống tại Việt Nam thì quý khách có thể nhờ người thân qua các cửa hàng của Việt Mỹ chúng tôi tại Cầu Giấy, Hà Nội để xem và chọn mua mẫu máy phù hợp nhất. Nếu người thân của quý khách hàng ở tỉnh xa thì Việt Mỹ sẽ áp dụng chính sách giao hàng COD, giao hàng, kiểm tra máy OK mới thanh toán. 2. Trường hợp quý khách không có người thân lấy hàng tại Việt Nam, quý khách sẽ chỉ định dịch vụ vận chuyển hàng qua nước ngoài, chúng tôi sẽ gửi hàng theo như yêu cầu của quý khách. 3. Nếu quý khách không nhờ được người thân của mình hoặc không quen dịch vụ vận chuyển, Việt Mỹ sẽ tìm bên vận chuyển kiểm tra cước rồi gửi thông báo chi tiết cho quý khách. Sau khi chọn được mẫu máy và đồng ý với cước vận chuyển, chúng tôi sẽ tiến hành đóng gói và gửi đến tận nhà quý khách ở nước ngoài. Hy vọng với những chia sẻ trên, kiều bào ta ở nước ngoài có thể lựa chọn được các mẫu máy xay giò chả phù hợp nhất để làm ra được những mẻ giò chả truyền thống đậm vị quê hương Việt Nam. Quý khách có nhu cầu mua máy, vui lòng liên hệ số hotline cũng là số Zalo 0906224288 hoặc gửi yêu cầu qua email maythicphamvietmy@gmail.com để chúng tôi tư vấn chi tiết nhất. Xin cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại.